Để up lên Facebook đánh dấu ngày kỷ niệm mới được. Thôi, Phương đừng up. Mọi người biết Phương mua nhiều đồ đắt tiền cho Đông, Đông ngại lắm. Có ai nói đâu mà biết. Nhưng mà đấy lại là sự thật. Mọi người bảo là Đông đào mỏ Phương thì sao? Này, nói cho Đông biết nhá. Đông phải là người như thế nào thì Phương mới đồng ý cho đào mỏ chứ hả? Mà chỉ có hai chúng ta biết thôi. Mặc kệ thế nào nghĩ gì. Tối nay sang nhà Phương nhé. Tôi muốn thỏa thuận với anh. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ nói cho Kỳ Lân biết là anh ăn cắp hàng trắng của anh ta tuồn ra bên ngoài. Chính là chỗ anh bắt tôi và anh Minh. Tôi còn nhớ rất rõ. Mày muốn gì? Tôi muốn lời khai của anh. Tôi cần anh chứng nhận cho những việc làm sai trái của Bách Hợp ở khu vực này. Linh không muốn cho cháu biết chuyện, nhưng cô nghĩ con bé đang gặp nguy hiểm. Hôm qua có một gã mặt mũi đáng sợ dùng dao đe dọa con bé. Vừa rồi bọn trẻ nhìn thấy Linh đi gặp hắn. Bề ngoài của hắn trông thế nào? Có phải là hắn có một cái sẹo to trên mặt đúng không? Dạ vâng, cháu tới ngay ạ. À? Anh sẽ gọi bộ phận y tế chăm sóc cho em. Giờ anh có việc phải đi gấp rồi. Anh Minh! Anh đến chỗ cô ta. Anh bỏ mặc em thế này để đến chỗ cô ta. Xử lý xong việc, anh sẽ gọi cho em.